rồi xin chào anh chị các bạn trở lại với trên chơi. xe. Hơi. À, video này em cập nhật nhanh qua giá xe Mazda CX5 nhé hiện nay thì uh, mức giá bán cũng khá là mềm và cũng uh, cũng khá, có khá khá cho những khuyến mại đi kèm theo xe. À, hiện nay thì uh, đa phần CX5 chúng ta sẽ bán uh, bọn em sẽ bán vào bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium à, mức giá đâu đó vào khoảng uh, hơn 800 và lăn bánh dự kiến đến giảm thuế vào khoảng 900 thật sự là khá là mềm ở trong tháng này thì tổng khuyến mại dành cho các đầu xe Mazda CX-5 2.0 đang là 30 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ có thể thương lượng thêm với đại lý một chút về phụ kiện nhé phiên bản Deluxe thì có mức giá là 839 triệu đồng khuyến mại tổng giá trị 30 triệu tặng kèm bảo hiểm thân vỏ một năm tương đương vào khoảng 13 đến 14 triệu đồng ở mức giá bán hiện nay đang là 812 triệu đồng ở lăn bánh dự kiến nếu như chúng ta giảm thuế thì đâu đó là khoảng 850 đến 860 triệu đồng nhá. Ờ 2.0 Luxury ở bán khá là chạy, mức giá niêm yết là 879 triệu đồng. chương trình ưu đãi giá bán hiện nay đang là 852 triệu đồng, tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và nếu như chúng ta được giảm thuế trong tháng 12 này thì mức giá lăn bánh dự kiến đâu đó sẽ vào khoảng tầm 900 triệu đồng. một mức giá khá là hợp lý và tương đương với Toyota Cross 1.8V. Uh, phiên bản 2.0 premium thì hiện nay mức giá chào bán đang là 892 triệu đồng và chúng ta lăn bánh giảm thuế đâu đó vào khoảng 950 triệu nhé chứ sắp 1 tỷ rồi còn uh, những phiên bản 2.5 như là Luxury premium hay signature thì uh, thật sự là khuyến mại không nhiều và để có giá bán thì uh, mình vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Ở đa phần hiện nay thì uh, Mazda CX-5 bọn em đều sẽ bán là phiên bản 2.0 và đây là phiên bản bán chạy nhất và có nhiều ưu đãi khuyến mại nhất. À quý khách hàng ở Bắc Ninh đang có nhu cầu tìm mua xe có thể liên hệ trực tiếp để chúng ta nhận được thêm khuyến mại này. Và cập nhật giá bán giá lăn bánh và đặt lịch lái thử nhé à, bên em có xe lái thử các phiên bản và chúng ta có thể cân đối tham khảo những cái đầu xe mà bên em có thể hỗ trợ được. À, hiện nay thì uh, thông tư giảm thuế chúng chưa có chưa chắc chắn 100%. Tuy nhiên thì à uh, uh, có lẽ chỉ là vấn đề là bao giờ chúng ta được thông qua giảm thuế thôi, có lẽ là đầu tháng 12 tới. Hiện nay thì chúng ta mua trả góp với những cái đầu xe như Mazda CX5 thì sẽ chuẩn bị tối thiểu là 20% giá trị xe đi kèm với nó là chi phí đăng ký đăng kiểm thuế trước bạ, tức là tối thiểu mình chuẩn bị ra khoảng từ 250 đến khoảng 330 triệu đồng là có thể lăn bánh những cái đầu xe Mazda CX5 2.0 với mức trả góp tối đa rồi nhé hàng tháng trả đâu đó và khoảng 8 đến 10 triệu đồng cả gốc cả lãi tùy vào gói vay tùy vào thời gian vay quý anh chị đang có tìm hiểu qua lãi suất thì cũng có thể liên hệ bất kỳ dòng xe nào mà mình đang có nhu cầu mua trả góp thì bên em đều có thể hỗ trợ được nhé Rồi uh, Mazda CX5 thì uh, Có lẽ cũng là rất là nhiều video review rồi và thật sự là trong năm nay thì nó không có thay đổi quá nhiều nên em chỉ cập nhật nhanh về giá bán thôi à, mình đang có nhu cầu mua xe thì uh, đang cân nhắc là mua xe cuối năm hay mua xe đầu năm thì uh, cá nhân em chỉ tư vấn là nếu như mình chờ được thì có thể chờ sang đầu năm sau thì chúng ta mua xe được đết mới xe 022 nếu như mà mình đang có nhu cầu tìm xe đi và không quá quan trọng về đời xe uh, xe chỉ là một phương tiện phục vụ mình thì uh, quý anh chị có thể liên hệ ngay vì uh, bây giờ chúng ta có ưu đãi khá là tốt và chương trình khuyến mại có thể kết hợp với giảm thuế nhé vì không phải là những cái đầu xe nào cũng sẽ còn xe như là cờ hay túc sơn Santa Fe đa phần chúng ta đã phải ký chờ khá lâu rồi rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo